Kính chào quý vị và xin chào các bạn. Quý vị, hôm nay là ngày 16 tháng 10 năm 2022. Ngọc xin chia sẻ một cái video nhanh gọn để mà quý vị có thể tham khảo xem thử là mình có nên apply không quý vị nha. Apply này là apply cho cái gì? Apply cho cái khoản xóa nợ student loan, khoản vay sinh viên có thể được xóa nợ tối đa là 10.000 hoặc là tối đa là 20.000 cho những ai là Pell Grant recipients. Ngày hôm qua thì Ngọc có nhận một cái email và sáng hôm nay thì Ngọc cũng có thấy anh chị nào hỏi là apply được chưa Ngọc. Thì Ngọc muốn làm cái video này nhanh nhanh để quý vị có thể update được cái thông tin. Thì trong cái nội dung thư thì nó có một cái nội dung như thế này và Ngọc sẽ đọc và phân tích cái email này gửi đến quý cô chú anh chị. Thì quý vị thấy rằng đầu tiên là chúng ta sẽ thấy cái logo của the US Department of Education, tức là Bộ Giáo dục Hoa Kỳ, có cái chữ apply và cái chữ beta launch. Cái beta này đối với vị là một cái giai đoạn thử nghiệm, alright, một cái giai đoạn thử nghiệm hay người ta gọi là beta test. Giai đoạn thử nghiệm vì sao như vậy? Vì người ta muốn là chạy thử xem thử là như thế nào, rồi có thể là sau đó người ta chỉnh sửa hay như thế nào đó, rồi mới chính thức đưa lên một cái đường link cho số đông. Đúng quý vị ha. Cho nên là khi mà nhận cái email này á, thì có thể là quý vị cũng nhận được. Nếu như mà quý vị sign up cho cái alert, thì Ngọc sign up cho cái alert cho nên là Ngọc có nhận được cái email này. Và trong cái email này có một cái đoạn cuối là người ta cảnh báo mình. Đoạn cuối nhưng mà Ngọc muốn để lên đầu bởi vì sao? Cái này cũng khá là quan trọng quý vị. Cẩn thận, đừng có để bị lừa đảo. Beware of scams. Hai cái nội dung mà quý vị lưu ý như thế này. Có thể là một cái công ty nào đó, người ta nói rằng người ta sẽ giúp quý vị để xin xóa nợ những cái khoản tiền vay sinh viên. Và người ta sẽ đề cập hai nội dung. Thứ nhất là sẽ có một cái khoản chi phí. Alright, một cái khoản chi phí. Và nội dung thứ hai là gì? Người ta sẽ yêu cầu mình cung cấp những cái thông tin, có thể là những cái thông tin nhạy cảm của cá nhân mình, ví dụ như địa chỉ nhà, số điện thoại, email, số social, vân vân, ví dụ như vậy ha quý vị ha. Thì quý vị lưu ý những cái từ khóa mà người ta có thể nhắc đến là loan discharge, loan forgiveness, loan cancellation hay là debt relief, và người ta yêu cầu mình trả một khoản tiền phí. Thì ở đây quý vị đừng có trả lời trả vốn gì hết quý vị nha. Họ không bao giờ mà yêu cầu quý vị trả một cái khoản phí để được giúp đỡ về những cái khoản student, federal student aid. Thì ở đây người ta nhắc nhở mình nếu như mà có apply thì phải apply với một cái đường link có cái đuôi là gov, cái URL của nó là như vậy. Đó, và nếu như quý vị cảm thấy mình bị lừa đảo thì quý vị có thể report fraud.ftc.gov vào cái trang đó để mà báo cáo lừa đảo. Thì có một điều nữa Ngọc xin lưu ý là khi mà quý vị nhận cái video này á, thì quý vị đọc kỹ trước khi quý vị apply quý vị nha. Vì sao như vậy? Tại vì ở đây người ta nói rằng đây là một cái giai đoạn thử nghiệm. Alright. Và Ngọc vào cái đường link đó thì nó dẫn Ngọc đến một cái trang là studentaid.com. Nói chung là thông tin chính thức từ chính phủ hết. Và trong cái đường link này người ta cũng giải thích ai đủ điều kiện. Và Ngọc sẽ trả lời luôn cho cái câu hỏi là dùng thuế của năm nào để mà biết được là cái income của mình có đủ điều kiện hay không. Thì ở đây người ta nói như thế này quý vị. Đối với những cá nhân thì cái AGI của quý vị, cái Adjusted Gross Income của quý vị phải ít hơn 125.000 mỗi năm. Và đối với những gia đình, ví dụ head of household hay là vợ chồng khá chung đó quý vị, thì cái income phải dưới 250.000. Đó, thì income dựa vào năm 2021 hoặc là 2020 đều được. Người ta trả lời như vậy và đây là chính thức từ trang của chính phủ cho nên câu trả lời chính thức đã có rồi quý vị nha. Hôm bữa trước là mình đoán và mình nói chuyện với nhau thinking out loud với nhau thôi ha. Thì bây giờ người ta nói rằng quý vị sẽ vào cái form thuế
iOS Form 1040, nhìn vào cái dòng số 11 để biết xem cái AGI Adjusted Gross Income của mình là bao nhiêu. Nếu như mà dưới một trong hai số này thì quý vị đủ điều kiện để apply. Alright. Rồi bây giờ có một điều nữa Ngọc có nói rồi nhưng mà Ngọc muốn nhắc lại trong cái video này luôn để quý vị có thể nhận được tối đa cái số tiền xóa nợ, tối đa là 10.000 hoặc tối đa 20.000 cho những ai nhận Pell Grants, ok? Thì ở đây, nếu như trường hợp quý vị đã trả nợ student loan và hiện giờ còn rất ít tiền nợ, cái balance của mình còn rất ít và ít hơn nhiều so với cái con số 10.000, thì người ta nói rằng mình có thể yêu cầu người ta refund lại cho mình. Request một cái refund để làm gì? Khi mà người ta gửi tiền trả lại cho mình thì nó nâng cái số nợ của mình lên cao hơn. Mình có được cái higher amount cho cái balance của mình. Alright? Thì khi mà mình có được cái số tiền nợ cao hơn thì mình có thể xin số nợ có thể là cao hơn hoặc là tối đa là 10.000, 20.000. Đó là cái điều mà người ta lưu ý cho mình. Cho nên là quý vị lưu ý cái điểm này. Nếu như mà cái balance của mình á, chỉ còn có 5.000 thôi và sau khi mình xin refund thì cái balance của mình được 11.000 chẳng hạn. Thì nếu như mà mình không có xin refund á, thì mình chỉ được số nợ là tối đa 5.000 thôi. Đó. Còn nếu như mình xin refund và cái balance của mình trở về 11.000, mình được xin số nợ tối đa là 10.000. Cái nào lợi hơn thì quý vị làm cho bản thân mình thôi ha. Đó là hai cái điểm mà Ngọc muốn lưu ý và trả lời giúp quý vị. Rồi bây giờ về cái email này á, thì người ta nói mình có thể apply bây giờ trong cái giai đoạn beta test, giai đoạn thử nghiệm để mà mình apply trước khi họ chính thức đưa lên cái đường link cho phần lớn công chúng. Alright. Và người ta dùng cái từ này by being a tester of the online application now before the officially launch. Thì cái nói chung á là khi mà quý vị muốn apply thì quý vị cũng có thể apply không sao cả, tại cái đuôi này là cái đuôi GOV. Và khi mà quý vị apply thì quý vị sẽ nhận được một cái email, confirmation email, để mà xác nhận là cái đơn apply của quý vị đã được nhận. Và sau đó thì người ta sẽ để đó, chứ người ta cũng chưa có động đâu quý vị, chưa có động đâu. Rồi, nếu như mà quý vị nhận được cái confirmation email thì sau này quý vị không có cần reapply và người ta sẽ liên lạc với quý vị để mà xem thử là có cần có thông tin gì thêm hay không, và mình không có cần login gì hết và không cần cung cấp bất kỳ cái giấy tờ nào hết ha. Người ta chỉ hỏi những cái thông tin đơn giản mà thôi. Thì ở đây người ta cũng có nói rằng nếu như mà quý vị vào, quý vị apply đó mà cái đường link nó cứ on off, có lúc được lúc không á, thì quý vị có thể thử lại quý vị nha. Quý vị có thể thử lại một lần nữa trong cái thời gian khác để quý vị apply được, đúng không? Nếu như quý vị muốn. Rồi, nếu như mà quý vị đã apply cái giai đoạn thử nghiệm rồi thì không có cần reapply khi mà người ta chính thức có một cái đường link. Quý vị nha. Đó. Và một cái câu hỏi đặt ra là gì? Nếu như mà mình lật đật mình apply trước trong cái giai đoạn thử nghiệm này á, thì cái hồ sơ của mình có được xét duyệt trước, được process trước, rồi được cho tiền xóa nợ trước hay không? Thì câu trả lời là không. Nếu như mà quý vị submit cái application của mình trong cái giai đoạn thử nghiệm này đó, thì cái hồ sơ của mình sẽ được xem, sẽ được process khi mà cái đường link chính thức được công bố. Như vậy á, thì trong cái giai đoạn thử nghiệm này, nếu như quý vị muốn apply thì quý vị giúp cho chính phủ là xem thử là cái đường link nó chạy như thế nào hay là như thế nào, họ có cần chỉnh sửa cái gì không á, thì quý vị có thể làm cái điều này. Chứ còn về cái việc là apply trước thì được xem hồ sơ trước, được duyệt trước thì không có quý vị nha. Người ta chờ đến khi nào mà chính thức được thông báo trên công cộng, trên công chúng, publicly launch, thì lúc đó người ta mới xét hồ sơ, chứ họ không có ưu tiên ai apply trước trong cái giai đoạn này. Đó. Thì nếu như quý vị muốn giúp chính phủ thì quý vị có thể là apply ngay từ bây giờ. Rồi bây giờ Ngọc sẽ đi vào cái đường link để xem thử cái application người ta yêu cầu mình điền cái thông tin gì quý vị nha.
cái đường link này có cái đuôi là GOV, là chúng ta yên tâm của chính phủ rồi. Và quý vị sẽ thấy đây là cái giai đoạn thử nghiệm. Alright, giai đoạn thử nghiệm. Rồi bây giờ người ta đòi hỏi mình, yêu cầu mình điền cái thông tin gì ở đây. Thì trước hết là mình điền cái tên của mình, cái chữ cái đầu tiên của cái chữ lót của mình, rồi cái họ của mình. Rồi cái former last name, tức là có thể là trước đây mình có một cái last cái họ khác á, thì mình có thể là để vào, nhưng mà cái này là optional. Cái chữ cái đầu tiên của cái từ chữ lót của mình cũng là optional luôn, không có cần thiết. Rồi cái số social của mình. Quý vị nhớ rằng khi mà điền cái thông tin của mình mà có cái số social là quý vị phải từ từ suy nghĩ thử mình có muốn muốn để hay không, cái này có phải là đường link của chính phủ hay không, chứ link tào lao mà nó lấy cái số social của mình thì thường thường mình có thể là bị sau này mình gặp những cái chuyện gì người ta lấy mình social, ví dụ như đợt tiền trợ cấp thất nghiệp đối với vậy thì họ lấy cái số social để họ apply tiền trợ cấp thất nghiệp vân vân, rồi sau đó giấy thuế gửi về bắt mình đóng thuế, rồi mình không có nhận tiền mà lấy đâu mà mình đóng thuế, đúng không? Đó, rồi mình phải báo cáo gian lận này kia khác nọ, cho nên là nó rắc rối. Cái này là đường link của chính phủ, cho nên là quý vị có thể là điền cái số social của mình và xác nhận lại cái số social, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, email và xác nhận cái email của quý vị. Sau đó quý vị sẽ review review, alright. Và sau đó quý vị submit nha quý vị nha. Đó, quý vị bấm vào đây và quý vị submit. Như vậy cái nội dung á thì nó không có dài dòng lắm, và sau đó người ta sẽ có thể là liên lạc cho quý vị, yêu cầu quý vị là nộp cái này nộp cái kia, nhưng mà hiện tại cái đường link như vậy thì người ta không có yêu cầu quý vị nộp cái gì hết ha, chỉ cần cung cấp những cái thông tin của mình và xem thử là mình có đủ điều kiện hay không, rồi mình cứ ghi cho họ. Tại vì cái này nó đơn giản lắm quý vị có thể đợi hoặc là quý vị có thể làm ngay bây giờ, cái nào cũng được hết, không có sao hết, nhưng mà tùy theo quý vị ha, chứ còn nộp bây giờ thì cũng chờ thôi, rồi sau này người ta có cái đường link chính thức thì mình cũng chờ thôi, chứ không có nhanh hơn chậm hơn gì cả quý vị ha. Thì đó là một cái điều mà Ngọc muốn chia sẻ nhanh gọn trong buổi sáng ngày hôm nay. Chúc quý vị có một ngày cuối tuần vui vẻ. Bye bye now.